Lễ hội Cổ Loa huyện Đông Anh là lễ hội truyền thống đầu xuân lớn bậc nhất đất Kinh kỳ xưa, với điểm nhấn là hội thi bắn nỏ, một biểu tượng văn hóa thể hiện tinh thần thượng võ của người Việt. Từ nhiều năm nay, hội thi bắn nỏ được tổ chức thường niên do chính các bạn đoàn viên thanh niên đăng cai tổ chức tại trung tâm khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc. Là một người con của Đông Anh thì mình hôm nay được đến tham dự hội thi bắn nỏ, mình cảm thấy rất là vui và tự hào. Cảm thấy hội thi này rất là ý nghĩa. Chúng mình, thanh niên chúng mình được tìm hiểu về truyền thống chống giặc của cha ông và cảm thấy rất là tự hào về cái truyền thống đấy. Thông qua các trò chơi dân gian nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ. Do đó, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống nói chung, trò chơi dân gian nói riêng cần được coi là nhiệm vụ quan trọng của toàn xã hội. Thông qua hội thi, đoàn viên thanh niên không chỉ gìn giữ, kế thừa và phát huy được truyền thống văn hóa mà còn khẳng định được sức mạnh của thanh niên Đông Anh nói riêng và thanh niên Việt Nam nói chung khỏe để bảo vệ Tổ quốc. Theo các chuyên gia về văn hóa, để thanh niên tích cực trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy những tinh hoa văn hóa đặc sắc của thủ đô thì cần phải khơi dậy trong họ tinh thần yêu nước. Đồng thời, làm thế nào để thế hệ trẻ cảm nhận được giá trị sinh hoạt văn hóa của cha ông ta từ ngàn đời nay? Với tư cách là một cái thành tố văn hóa, mà đặc biệt là văn hóa tinh thần, thì cái việc mà thanh niên hay là tất cả những cái đối tượng khác ấy, muốn để cho họ có thể tham gia vào việc giữ gìn các cái di sản đó, thì phải bắt đầu từ cái việc người ta phải hiểu và phải yêu thích. Và rõ ràng ở đây có lẽ theo mình đó là cái câu chuyện của giáo dục và tuyên truyền. Đơn cử như là cái lễ hội Cổ Loa mà có cái hoạt động đó là hoạt động thi bắn nỏ chẳng hạn. Hà Nội là nơi lưu giữ, bảo tồn và phát huy được nhiều giá trị văn hóa truyền thống, thể hiện sâu sắc qua các lễ hội, thường được tổ chức vào đầu xuân năm mới. Các trò chơi dân gian trong lễ hội là sản phẩm văn hóa đặc trưng, không chỉ mang tính chất giải trí đơn thuần mà còn thể hiện sự gắn bó chặt chẽ của cộng đồng dân cư. Giữ gìn các trò chơi, hội thi truyền thống chính là giữ lại vốn quý của dân tộc. Và lực lượng thanh niên sẽ là lực lượng xung kích đi đầu trong công tác này.